lò vi sóng. Sơ chế hành tây trước khi cắt. Việc cho hành tây vào lò vi sóng trước khi cắt sẽ khiến bạn xử lý chúng dễ dàng và quan trọng là không còn cay mắt. Thời gian lý tưởng là quay 30 giây. Bóc tỏi. Bóc tỏi cũng được coi như là nhiệm vụ bất khả thi với nhiều người, bạn có thể thử cách cho tỏi vào lò vi sóng 10 giây, các mô trong tỏi sẽ hấp thụ độ ẩm và việc bóc tách chúng trở nên dễ làm hơn hẳn. Làm lỏng mật ong. Mật ong qua một thời gian dài sẽ bị đóng cục Người dùng có thể làm lỏng lại mật ong như bình thường bằng cách mở nắp lọ và đặt vào lò vi sóng ở nhiệt độ trung bình trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Hấp rau củ Để hấp củ nhanh gọn, người dùng không cần dùng tới nồi hấp phức tạp mà chỉ cần dùng dĩa đâm các mặt của củ, cho vào tô bọc lại rồi hấp khoảng 3-4 phút trong lò vi sóng. Việc hấp như thế này sẽ bảo toàn các chất dinh dưỡng hơn là luộc chín hay xào nấu chúng. Nấu khoai tây Khoai tây cũng có thể chế biến được bằng lò vi sóng khá đơn giản. Đầu tiên, Người dùng đâm vài lỗ nhỏ ở củ khoai tây rồi đặt khoai vào bát bỏ trong lò nấu trong 2 phút ở nhiệt độ cao. Sau đó bỏ bát ra, để lại khoai và nấu tiếp khoảng 2 phút. Khoai chín có thể nghiền ra nấu súp hoặc làm các món trộn, hầm, om, tùy thích. Làm sạch thớt. Ngoài chức năng nấu ăn, lò vi sóng cũng giúp ích cho việc làm sạch căn bếp. Ví dụ như nếu muốn làm sạch thớt, người dùng chỉ cần rửa thật sạch, cắt lát chanh sát lên mặt thớt, sau đó cho thớt vào lò vi sóng trong một phút để diệt sạch vi khuẩn hay người dùng cũng có thể khử trùng và khử mùi miếng bọt biển bằng cách ngâm nó vào trong nước có pha một ít giấm trắng hoặc chanh, sau đó cho vào lò vi sóng trong một phút với nhiệt độ cao. Việc làm này sẽ giúp khử trùng và khử mùi miếng bọt biển một cách hiệu quả. Ủ men bột bì Để ủ men bột bì làm bánh thông thường người dùng phải mất tầm khoảng 1 giờ đồng hồ hoặc có thể hơn. Tuy nhiên với lò vi sóng thì người dùng chỉ cần tối đa 10, 15 phút là đã xong. Đầu tiên, cho bột vào trong một cái bát lớn và phủ bằng một lớp nhựa ni lông đặt vào giữ đặt một cốc nước tầm 240 ml bên cạnh cái bát chứa bột. Tiếp theo, bật lò trong 3 phút ở mức công suất thấp nhất, rồi để khối bột trong lò khoảng 3 phút, sau đó tiếp tục đun nóng thêm 3 phút và để thêm trong lò 6 phút nữa. Lúc này bột sẽ nở gấp đôi so với lúc ban đầu. Hỗ trợ cho việc chăm sóc sắc đẹp. Lò vi sóng có thể giúp người dùng chăm sóc sắc đẹp với khả năng làm ấm những gói dầu dưỡng tóc, mặt nạ giữ ẩm giúp các chất dinh dưỡng dễ dàng thẩm thấu tốt hơn vào da của người dùng. Để thực hiện người dùng chỉ cần cho các sản phẩm này vào lò và cài đặt nhiệt độ trung bình hâm nóng trong vòng 10 đến 20 giây là có thể sử dụng được ngay. Chỉ một vài thao tác đơn giản với lò vi sóng là bạn có thể tạo ra được một món bỏng ngô thơm phức. Đầu tiên, cho một muỗng bơ vào trong một cái tô và một cốc ngô khô vào, trộn đều hỗn hợp này với nhau và đậy nắp lại. Sau đó, cho vào lò vi sóng và cài đặt lò hoạt động với công suất ở vừa phải khoảng 600 W và đợi trong 4 phút. Vắt cam trên chanh dễ dàng hơn. Cam trên chanh khi vừa mang từ tủ lạnh ra thì sẽ khó vắt nước và lượng nước không nhiều được, cho nên để cho công việc vắt cam trên chanh dễ dàng hơn và lượng nước được vắt ra nhiều hơn, người dùng nên cho chúng vào lò quay trong khoảng 20 giây. Khôi phục độ giòn cho khoai tây chiên. Khoai tây chiên để lâu sẽ mềm và hết giòn, để khoai giòn trở lại, chỉ cần để chúng lên một tờ khăn giấy rồi bỏ vào lò vi sóng trong 30 giây, lặp lại đến khi giấy hút hết chất lỏng trong khoai và miếng khoai nóng giòn trở lại. Làm mềm bánh mì khô bánh mì để lâu sẽ bị khô cứng. Để khắc phục vấn đề này, người dùng có thể bọc ổ bánh mì hay lát bánh mì trong một chiếc khăn ẩm sạch. Dùng lò nướng bánh trong 10 giây, lặp lại vài lần đến khi thấy bánh mì đã mềm trở lại là được. Như Quỳnh, Nguyễn Quang